Chào mừng quý bà con cô bác đã đến với kênh xe cũ của Khiêm Toyota Tân Cảng ạ. Hôm nay thì Khiêm xin được phép giới thiệu quý vị một mẫu xe Toyota Camry 2.0e, một mẫu xe lướt nữa quý vị. 2018 tới giờ chỉ chạy có 36.000 km, bình quân thì một năm chạy cỡ 9.000 km quý vị. Đứng tên cá nhân, một đời chủ tại Đồng Nai quý vị. Và xe này có màu trắng như quý vị có thể quan sát ạ. Vỏ theo toàn bộ là vỏ theo xe hết nha quý vị. Và với một chiếc xe số DX như thế này á, và cái chất lượng thì đã được Toyota Tân Cảng cam kết không tai nạn, không ngập nước rồi, thì quý vị có thể là ghé Toyota Tân Cảng xem chi tiết cái mẫu xe này ha. Đây là một mẫu xe mà Kim có thể nói quý vị là rất là đẹp ha. Đó, nhìn xe rất là mượt mà rất là chắc chắn ha. Nội thất bên trong xe thì khỏi chê rồi. Đây, thưa quý vị, nội thất nè, những hàng ghế phía sau nè, cái chất lượng cái ghế dưa ngồi dưới này quý vị nè, không có nhăn nheo, không có rách gì quý vị, không có dính bẩn gì hết ha. Đó, quý vị thấy không, không gian nội thất bên trong xe còn rất là sáng. Đó, bởi vậy nên khi mới nói quý vị là đây là một chiếc xe đẹp nha quý vị. Nè, đây quý vị nè, đó, đây ha, đây nội thất bên trong nè, đây nè quý vị. Còn đây là cái bảng tắp lô của xe nè, đầu Android C-Tech, những cái phím chức năng quý vị thấy không ạ, sau thời gian sử dụng nhưng mà cái những cái nút bấm á, cái chữ hiện lên á rất là rõ ràng quý vị. Đó, đây nè, đây là khoang động cơ nè quý vị. Đây, đó, quý vị thấy không, khoang động cơ được vệ sinh rất là sạch sẽ. Đây, ốc cổ bua này còn y ha. Đó, 848 triệu đồng là giá của mẫu xe Camry này nha quý vị. Đó, thì mời quý vị thích cái mẫu xe này á thì có thể gọi hotline hoặc là đến trực tiếp Toyota Tân Cảng. Quý vị dành ít thời gian ghé Toyota Tân Cảng nè để Khiêm có thể tư vấn và hỗ trợ quý vị chi tiết hơn về cái mẫu xe này nha quý vị. Đó, cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo ạ.